Loạt sao NBA như Stephen Curry, LeBron James hay Anthony Davis có dự Olympic cùng đội tuyển Mỹ hay không? Tờ The Athletic đã thu thập ý kiến từ các nguồn tin, theo dõi sự hứng thú trong việc góp mặt tại đội tuyển bóng rổ Mỹ của Stephen Curry, LeBron James hay Anthony Davis. Dù Stephen Curry đã cố gắng hết sức, anh đã không thể đưa Golden State Warriors vượt qua Memphis Grizzlies trong loạt trận play-in, đánh lỗi hẹn với vòng playoff mùa thứ hai liên tiếp. Đây là kết quả thất vọng đối với những ai muốn nhìn thấy bếp trưởng phô diễn trình độ bóng rổ tại giai đoạn postseason. Tuy nhiên, nó có thể mang đến một điều lợi khác cho khán giả. Mùa hè năm nay, Thế vận hội Olympic sẽ diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản và đội tuyển bóng rổ Mỹ sẽ cần có những ngôi sao để thi đấu, hướng đến tấm huy chương vàng thứ tư liên tiếp. Vì Stephen Curry đã được nghỉ sớm trong mùa giải 2020-2021, anh sẽ rộng cửa dự Olympic và có thừa thời gian để chuẩn bị. Đội tuyển Mỹ cũng sẵn sàng chừa suất cho siêu sao Golden State Warrior. Nhưng liệu anh có đồng ý tham dự hay không? Theo chia sẻ của ký giả Joe Vaden thuộc The Athletic, tiếc rằng Steph đang 50-50. Stephen Curry chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có dự Olympic hay không. Anh đang 50-50 trong việc thi đấu lần đầu tại Thế vận hội và từng chia sẻ lo ngại về thể trạng sau mùa giải NBA mệt mỏi. Dù Stephen Curry đã từng có 2 tấm huy chương vàng cùng đội tuyển Mỹ tại FIBA World Cup năm 2010 và 2014, anh vẫn chưa từng một lần ra sân tại đấu trường Olympic, nơi những tấm huy chương có giá trị cao hơn. Bên cạnh Curry, hai siêu sao khác cũng về nhà sớm vì loại khỏi vòng playoff là LeBron James và Anthony Davis. LeBron James từng nói vui rằng anh sẽ dành thời gian thi đấu cho Toon Squad, ám chỉ việc anh sẽ tham gia vào quá trình quảng bá phim hoạt hình bóng rổ Space Jam: A New Legacy. Dù James vẫn chưa chính thức lên tiếng từ chối, ký giả của The Athletic trích nguồn tin khẳng định rằng nhà vua sẽ không lên tuyển. Ghi chú thêm bởi Joe Vaden, Anthony Davis cũng không quá hào hứng với đội tuyển bóng rổ Mỹ, nhất là khi anh vừa dính chấn thương vùng háng đùi ngay tại vòng playoff. Ngoài ra, AD sẽ ưu tiên việc nghỉ ngơi và hồi phục sau chuỗi chấn thương cổ chân, bắp chân, Achilles trong regular season. Vắng Stephen Curry, LeBron James và Anthony Davis, đội tuyển Mỹ còn chịu ảnh hưởng nặng nề về lực lượng khi rất nhiều ngôi sao khác khả năng cao sẽ không lên tuyển. Loạt trận playoff và đặc biệt là NBA Final sẽ cấn vào lịch tập luyện và thi đấu của Olympic. Vậy nên nhiều ngôi sao lớn như Kevin Durant, James Harden, Chris Paul, Devin Booker sẽ không kịp qua mặt để giúp đội tuyển Mỹ đoạt vàng. Hồi tháng 3, đội tuyển bóng rổ Mỹ đã công bố danh sách tập trung bao gồm 57 cầu thủ, thể hiện quyết tâm cao trong việc đạt huy chương vàng Olympic. Đây sẽ là mục tiêu hàng đầu sau khi đội tuyển Mỹ để lại thất vọng tràn trề tại FIBA World Cup 2018 diễn ra tại Trung Quốc, nơi thầy trò huấn luyện viên Greg Popovich với đội hình không có nhiều ngôi sao chỉ về đích ở vị trí thứ 7. Có lẽ vì đã dự đoán trước tình hình các ngôi sao lớn rút khỏi danh sách tập trung, ban lãnh đạo đội tuyển Mỹ đã triệu tập bổ sung rất nhiều cầu thủ, trong đó có những tài năng trẻ như Zion Williamson, Trae Young hay những cái tên vừa có mùa giải 2020-2021 ấn tượng như Julius Randle, Zach LaVine. Theo kế hoạch, đội tuyển bóng rổ Mỹ sẽ tập trung vào đầu tháng 7, thời điểm loạt playoff vẫn chưa kết thúc. Tại đây, những cầu thủ được tập trung sẽ tham gia luyện tập trong khoảng 2 tuần, đồng thời được đánh giá bởi các thành viên ban huấn luyện. Vào khoảng tuần thứ 3 của tháng 7, huấn luyện viên Greg Popovich cùng ban lãnh đạo đội bóng sẽ công bố danh sách 12 cái tên cuối cùng đại diện cho đội tuyển bóng rổ Mỹ lên đường sang Nhật Bản thi đấu tại Thế vận hội. Năm nay, Olympic sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến hết ngày 8 tháng 8.